Hello, xin chào tất cả các anh em. Chào mừng em quay trở lại với kênh của siêu thị Lồng Chim nhé. Đây là một chiếc lồng quả đào bên em vừa mới hoàn thiện xong cho khách hàng ở Gia Lai. Đây, anh em nhìn thấy là cái mẫu lồng này thì được thiết kế cửa rồng nhé, và làm rất là kỹ luôn. Đánh bóng lộn hết này, bóng hết từ trong ra ngoài luôn này. Đây, móc này. Lồng này hàng nghệ nhân, hàng kỹ anh em nhé. Mẫu này hàng đặt không có sẵn, này để em hoàn thiện cho khách hàng thôi. Làm mẫu lồng này thì thời gian làm khoảng từ 1 tháng trở lên. Đấy, thời gian có thể lâu hơn tùy theo cái lượng đơn đặt hàng nữa. Chiếc lồng rất là xinh, anh em đặt hàng thì liên hệ trực tiếp Zalo 0388 597 22 nhé. Cảm ơn anh em.